Tòa án Nhân dân huyện Lạc Dương vừa tổ chức phiên tòa xét xử lưu động vụ án sơ thẩm đối với bị can con Sơ Ha Hôn tại xã Đạ Nhiêm, huyện Lạc Dương, bị truy tố về tội vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản theo khoảng 1 điều 232 Bộ Luật Hình sự. Theo cáo trạng, thời gian từ tháng 8 đến tháng 9 năm 2020, bị can Ca Sơn Ha Hôn Tuy đã biết các cây thông ba lá tại vị trí lô 1 khoảng 1, tiểu khu 132 do công ty trách nhiệm hữu hạn Thủy Điện và Du lịch Sinh Thái Thác Rồng quản lý là cây thông ba lá không được phép khai thác, nhưng bị can vẫn sử dụng cưa máy để cưa hạ 6 cây thông ba lá với tổng khối lượng 13,6 mét khối. Sau đó bị can đã cắt thành lóng sẽ thành ván đà để làm nhà và đã làm được một căn nhà gỗ ngay tại vị trí bị can đã cưa hạp. Quá trình điều tra truy tố bị can đã thành khẩn khai báo, đã tạm nộp 5 triệu đồng để bồi thường một phần thiệt hại do hành vi của bị cáo gây ra. Đồng thời bị can lần đầu phạm tội. Qua xem xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, tòa án nhân dân huyện Lạc Dương đã tuyên phạt bị can 18 tháng tù giam về trách nhiệm dân sự bị can phải bồi thường toàn bộ số tiền thiệt hại về lâm sản là trên 35 triệu đồng.